mụn đã là một nỗi ám ảnh gì đó với chị em, dù bất kỳ ở vị trí nào. Nếu ở trên mặt thì chị em sẽ trở nên thiếu tự tin, còn nếu ở trên cơ thể, đặc biệt ở trên lưng, nơi chị em mình thường hay diện lên những bộ cánh sexy khoe eo thon lưng dài, thì mụn là kẻ thù thật khó đối phó. Nhưng các nàng ơi, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, vậy nên để tiêu diệt những điều làm bạn tự ti với ngoại hình của mình thì đã có sữa tắm giảm mụn lưng Azema, một sản phẩm cứu cánh mà bạn không thể ngó lơ. Cùng tìm hiểu xem em này có những ưu điểm gì nhé. Sữa tắm trị mụn lưng là dòng sản phẩm làm sạch da có thành phần kháng khuẩn và trị mụn như axit salicylic, benpezoxyge. Những sản phẩm này sẽ giúp làm sạch sâu các lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, giúp thu nhỏ các lỗ chân lông, từ đó làm giảm tình trạng mụn trên lưng và ngăn ngừa mụn quay trở lại. Vậy còn sữa tắm giảm mụn lưng của nhà Azema thì có gì khác biệt so với những sản khác nào? Azema là một thương hiệu dược mỹ phẩm lừng danh đến từ Pháp. Các sản phẩm đều được chiết xuất từ thiên nhiên, với cam kết không hương liệu, không màu tổng hợp, không dầu, không cồn, không paraben. Azema đã có được vị trí và niềm tin nhất định với các khách hàng, đảm bảo chăm sóc làn da an toàn và tốt nhất. Trong số rất nhiều sản phẩm sữa tắm Azema của Pháp đang được bán rộng rãi trên thị trường hiện nay, thì sữa tắm Azema trị mụn lưng đang là sản phẩm nằm trong tầm ngắm săn lùng của nhiều người tiêu dùng để khắc phục vấn đề của cơ thể. Sữa tắm Azema có tên đầy đủ là Azema Gel Che Hydre Razotec. Đây là bản mới và có sự cải tiến về công thức, với công thức 2-in-1 vừa rửa mặt vừa tắm. Sản phẩm là biện pháp trị mụn được tin dùng hiện nay. Thiết kế, bao bì sữa tắm Azema trị mụn lưng Gel Che Hydre Razotec. Bao bì và thiết kế của sữa tắm Azema Pháp bao giờ cũng rất đơn giản mà tinh tế, với tông trắng là màu sắc chủ đạo, vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế bao bì như sữa tắm Azema cho bé. Sữa tắm Azema trị mụn lưng của Pháp chỉ thay điểm nhấn màu xanh dương thành màu xanh lá trên bao bì. Các thông tin tên, thông tin sản phẩm, thành phần, hướng dẫn sử dụng trên hai mặt trước, sau của bao bì được ghi bằng tiếng Pháp và tiếng Anh là chính. Chất liệu chai được làm bằng nhựa với thiết kế dung tích 500ml và có nắp bật mở để lấy dung dịch sữa tắm cho mỗi lần dùng. Thành phần của sữa tắm trị mụn lưng Azema Gel Che Hydre Razotec. Thành phần chính có trong dòng sữa tắm này đó là chiết xuất yến mạch HEA3, lycopene và glycerin. Trong thành phần luôn hướng tới sự an toàn và lành tính, đảm bảo sự tinh khiết tối đa nên không có dầu khoáng, hương liệu, không màu, không cồn, không paraben độc hại. Do đó, bạn có thể yên tâm sử dụng cho làn da của mình. Công dụng của sữa tắm Azema Gel Che Hydre Razotec: làm sạch nhẹ dịu cho da mặt và da body, lấy đi bụi bẩn, mồ hôi, dầu nhờn dư thừa trên da, trả lại vẻ đẹp vốn có của làn da một cách thông thoáng, nhẹ nhàng. Nhanh chóng làm dịu các vùng da bị kích ứng, kháng viêm, ngừa sưng, kích thích đẩy mụn trưởng thành và ngăn ngừa mụn mới hình thành mà không gây khô da. Cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho da để da luôn mềm mại và ẩm mịn. Là sản phẩm dược mỹ phẩm hỗ trợ điều trị mụn. Thành phần lành tính, không chứa các chất độc hại, có tác dụng chữa trị mụn lưng. pH 5.5 an toàn không gây khô da. Mùi nhẹ nhàng, dễ chịu. Giá sản phẩm: trên thị trường hiện nay, giá sữa tắm Azema trị mụn lưng của Pháp đang dao động trong khoảng từ 254.000 VND, 380.000 VND chai dung tích 500ml tùy nơi bán. Bạn có thể đặt hàng tại link dưới video nhé.